so kè về độ giàu có, bà Nhân Vlog và Quỳnh Trần, ai là người chiến thắng? Quỳnh Trần GP và bà Nhân Vlog là hai YouTuber người Việt ở Nhật nổi tiếng nhất thời điểm này. Xuất phát điểm kênh của cả hai cũng khá giống nhau, đó là mảng ẩm thực, ăn uống, kể chuyện về cuộc sống người Việt ở nước ngoài. Cả hai ngoài đời cũng có mối quan hệ thân thiết và giúp đỡ nhau trong đời sống hàng ngày. Cả bà Nhân và Quỳnh Trần đều có một thời kỳ hoàng kim khi độ nổi tiếng tăng vọt. Khán giả thắc mắc, liệu nếu đặt hai người lên bàn cân so sánh, thì bà Nhân Vlog và Quỳnh Trần GP, ai sẽ là người có số tài sản vượt trội hơn? Quỳnh Trần hiện đang sở hữu kênh YouTube với hơn 4 triệu lượt đăng ký, trong khi kênh của bà Nhân Vlog chỉ có hơn 700.000 lượt đăng ký. Tuy nhiên không thể vì vậy mà so sánh thu nhập của cả hai. Quỳnh Trần GP được biết hiện có một căn nhà ở Nhật với mảnh vườn đáng mơ ước, nhiều bất động sản ở Việt Nam, ô tô xịn trị giá vài tỷ. Cô còn tặng cho mẹ hai cuốn sổ đỏ để báo hiếu. Hiện tại Quỳnh Trần còn đóng vai trò là một giám đốc điều hành công ty riêng ở Việt Nam. Có phần kín tiếng nhưng những gì Quỳnh sâu ra ngoài đã đủ chứng minh sự giàu có của gia đình Quỳnh Trần. Quay lại cuộc sống của bà Nhân Vlog, thời điểm đặt nút bạc YouTube, cô từng tiết lộ thu nhập mỗi tháng lên tới 100 đến 200 triệu đồng. Bà Nhân từng đáp trả dư luận khi bị nhận xét ăn bám chồng giàu bằng cách chi luôn 3 tỷ để cọc miếng đất. Chưa kể trước đó, cô cũng đã mua tặng mẹ căn nhà với giá 2,7 tỷ chưa tính tiền sửa sang khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài ra, bà Nhân cũng mạnh tay mua luôn một căn hộ ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 92m² mà không cần vay ngân hàng. Bên cạnh đó, trong các video của mình, bà Nhân Vlog cho hay ông xã Teru là kỹ sư ở hãng xe ô tô có tiếng. Vì vậy, thu nhập của ông xã cũng không phải dạng vừa, cũng lên tới mấy trăm triệu một tháng nên lương sẵn sàng chiều vợ. Chồng Nhật từng chi 200 triệu để bà Nhân Vlog chỉnh sửa nhan sắc và tặng vợ chiếc nhẫn kim cương trị giá 560 triệu đồng nhân dịp Valentine. Trong khi đó, chồng của Quỳnh Trần là tài xế xe đường dài, tuy chưa tiết lộ mức thu nhập nhưng cuộc sống lúc trước của gia đình Quỳnh Trần cũng gặp không ít khó khăn. Khó có thể so sánh chính xác ai giàu hơn ai, nhưng chắc chắn có một điều là cả hai người đều đi lên từ khó khăn và làm giàu nhờ vào sự chăm chỉ và cá tính riêng. Bạn nghĩ sao về Quỳnh Trần GP và bà Nhân Vlog? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết. Like, share, đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được nhiều tin tức mới từ kênh nhé!